Rồi hồng long nhìn đây đây con. Bài này quá đơn giản mà. Mà để dạy lâu quá thầy hướng dẫn. À, nhìn ở đây nè. Thấy chưa? Dạ rồi. Rồi đây. Ở đây nè, con coi nè. Cái căn 6 này á là bằng 2 nhân 3 được chưa con? Còn căn 3 này là 1 nhân. Đây có căn 5 và đây 5. Như vậy mình đưa về căn 5 tất cả bình. Được chưa? Còn chia này á thì nhân nghịch đảo, mẫu thành tử, tử thành mẫu. Được không con? Dạ. Rồi. Tiếp tục nè. Ở đây có căn của 2 nhân 3 tức là bằng căn 2 nhân căn 3. Đó, thầy ghi rất là chậm nè. Thầy giải chậm ra luôn để cho con hiểu nè. Còn cái căn 5 tất cả bình này là bằng căn 5 nhân căn 5. Căn 5 nhân căn 5. Còn căn căn 5 này 1 nhân căn 5. Hiểu không con? Dạ. Rồi ở đây nè, có căn 2 nhân căn 3 ở đây trừ 1 nhân căn 3, có căn 3 đặt căn 3 ra làm thừa số chung. Đó, căn 2 nhân căn 3 đặt căn 3 còn căn 2. Hiểu không con? Dạ. Trừ 1 nhân căn 3 đặt căn 3 còn lại trừ 1. Như vậy con thấy ở trên có căn 2 trừ 1 này phải nhân này, thấy không con? Rồi ở đây có căn 5, ở đây có căn 5 đặt căn 5 ra làm thừa số chung. Căn 5 nhân căn 5 đặt căn 5 còn căn 5. Trừ 1 nhân căn 5 đặt căn 5 còn trừ 1. Nè con thấy dưới này, thấy không con? Dạ. Tiếp tục nè. Rồi ở đây nè, trên có căn 2 trừ 1, dưới có căn 2 trừ 1 mà phép nhân ta được quyền rút gọn. Rồi đó, ta rút gọn nè. Ở trên có căn 5 trừ 1, ở dưới cũng có căn 5 trừ 1, ở đây là phép nhân cũng được rút gọn luôn. Đó. Rồi chỗ này nè, có căn 3 cộng căn 5. Căn 3 cộng căn 5 ghi lại lần nữa cho dễ hiểu nè. A cộng B cũng bằng B cộng A. Như vậy để căn 5 cộng căn 3 cũng được vậy. Tại vì 2 cộng 3 cũng bằng 3 cộng 2 đều bằng 5 hết. Hiểu không con? Dạ. À rồi, căn 5 trừ căn 3 chia cho 2 thì mình để vậy nè. Căn 5 trừ căn 3 nhân cho 1 phần 2 được không? Tại vì là cái như cái này nè. Cái này phần căn 5 trừ căn 3 là phần 1 nhân 1 phần 2 tử nhân tử mẫu nhân mẫu, thì ra căn 5 trừ căn 3 phần 2. Như vậy từ có căn 5 trừ căn 3 phần 2 thì mình tách ra bằng căn 5 trừ căn 3 nhân 1 phần 2 cũng được. Hiểu không con? Con tách ra như thế này dễ hiểu nè. Rồi từ từ làm chậm thêm xíu nữa cho nó hiểu. Đó thì tử nhân mẫu có phải là ra cái này không? Hiểu không? Dạ. Mà chia cho 1 thì cũng bằng chính nó. Như vậy thì mình lại ra bước nữa. Đó, thầy làm vậy cho dễ hiểu nè. Tới đó thì hiểu rồi đó. Rồi đây, A cộng B nhân A trừ B làm ra A bình trừ B bình nha con. Dạ. Có 1 phần 2 để nguyên vậy này. Ra A bình trừ B bình nè. Đó. Rồi A bình căn 5 bình bằng mấy thầy quên rồi? Dạ bằng 5. Căn 3 bình bằng? Bằng 3. 3. 5 trừ 3 mấy con? Đã thầy là bằng trừ 3.
5 trừ 3 bằng mấy? Dạ 5 trừ 3 bằng 2. Trời ơi. 2 nhân 1 bằng 2 bằng mấy? Trời ơi. Đuối luôn. Hồng Loan ơi. Dạ. Nhìn lên đây, bài đơn giản vô cùng. Nha. Nhìn lên đây. Một chấm 17 nè. Rồi nhìn ra này con. Thứ nhất câu A là rút gọn nè. Rồi rút gọn. Có biểu thức này. Trước khi rút gọn là con phải có điều kiện ha. Con thấy điều kiện ở đây có căn x lớn 0, x khác 9 là ở đây đúng rồi ha. Chính là điều kiện này khác không là ok rồi. Như vậy bây giờ mình không quan tâm tới điều kiện nữa, bây giờ mình chỉ là quan tâm cái mình rút gọn thôi, được chưa? Bạn này nhìn đây con thấy nè, ở đây có căn x nè, mà ở đây có căn x, ở đây x, như vậy mình để cái căn x này là bằng căn x tất cả mũ 2. Được chưa con? Căn x tất cả mũ 2 là bằng căn x nhân căn x ha. Đó, bằng căn x nhân căn x nè. Tại vì con yếu cho nên thầy giải từ từ, thầy giải cho nó chậm nè. Đó, đúng rồi, cái bước này không cần. Nhưng mà chậm thì từ từ giải vậy cho nó chắc. Rồi. Ở đây là có căn x đặt ra, căn x ra làm thừa số chung. Căn x nhân căn x đặt căn x còn căn x. Trừ 3 nhân căn x đặt căn x còn trừ 3. Được chưa con? Như vậy bây giờ mẫu chung nè. Mẫu chung ở đây có căn x, căn x trừ 3, còn ở đây là chỉ có căn x 0. Như vậy thì mình nhân tử và mẫu cho căn x trừ 3 ở bên này. Được chưa? Mà nhân mẫu bao nhiêu thì nhân tử bấy nhiêu. Nhớ nè, nhân xong thì phải mở ngoặc đóng ngoặc cái này, chứ không mở ngoặc đóng ngoặc là nó sai. Tại vì căn x trừ 3 này nhân chung cho cả cái này. Được chưa? Rồi nhìn tiếp đây. Ở đây giờ mẫu là nhập chung rồi nè. Như vậy thì mình đưa tử lại đây có dấu trừ à. Như vậy trừ ở đây. Nhập chung lại. Rồi tiếp tục nhìn đây. Ở đây nè, 3 cộng căn x tức là căn x cộng 3 nhân căn x trừ 3 là A cộng B nhân A trừ B là A bình trừ B bình. Được chưa con? Dạ. À, B bình. Rồi bỏ này đi. Nhớ là còn trong có mặt là để ngoài là sai đó nghe. Rồi căn x bình là bằng x nè. 3 bình là 9 nè. Được chưa con? Dạ. Rồi bỏ ngoặc nè. Trước ngoặc có dấu trừ, khi mở ngoặc mọi phần tử trong ngoặc đều đổi dấu. Cộng x đổi thành trừ x, và trừ x trừ 9 đổi thành cộng 9. Được chưa con? Dạ. Rồi tiếp tục đây. Đây. Như vậy bây giờ nè, cộng x nè, trừ x hết. Cộng 7, à, trừ 7 và cộng 9 là còn 2. Được chưa con? Rồi, như vậy rút gọn cuối cùng mới là B là bằng đó. Rồi bây giờ nè,
Bảo tính giá trị của B là tính giá trị của quy thức quy bằng B chia cho 1 trên căn 3 rưỡi, rồi thay x bằng những này vô. Được chưa? Như vậy bây giờ câu B. Đó, câu B nè. Ngay chỗ này như vậy giờ như vậy là cái này chính là B bằng nó nghe con. Được chưa? Dạ. Đây nè, B đây là rút cộng viết nè, B bằng gì đó. Giờ nè, câu này là nó bỏ tính cái B. Bỏ tính cái quy này nè. Quy bằng B chia cho nó x trừ 3. Thấy chưa? Đó, mà B bằng cái này nè. Đó, như vậy là bằng B đây. Đó, B chia đây. Mà chia tức là nhân nghịch đạo đúng không con? Dạ. Rồi, nhân nghịch đạo là tử lên trên nè, mẫu xuống dưới nè, là phép nhân. Đây là phép nhân nè con. Phép nhân cho nên là ở trên tử là có cái trừ 3 dưới mẫu, cái trừ 3 mà rút gọn được. Phép nhân hết ha. Rồi, nhân rút gọn đây. Rút gọn đây là 1. 1 nhân vô, như vậy cuối cùng mới là rút gọn nó ra 1 trên 2 trên căn x, thấy chưa? Đó là quy bằng b nha. Thay x rồi, bây giờ anh thay x bằng 10 trừ cho 3 căn 11. Đó, thay x. Đây nè, thay x nè. Đó. Thay x bằng này. Được chưa? Như vậy ta suy ra quy bằng, suy ra quy bằng, quy là bằng như này nè, mình tính quy bằng như này, mình thay vô x bằng cái này. Đó, như vậy mình thay x bằng cái này. Được chưa? Rồi nè con, như vậy bây giờ con muốn giải cái này nè, là trước mắt là ở đây là con phải trục căn cái này nè. Được chưa? À, trục căn nó bảo đã muốn trục căn thì ở đây con thấy nè. Đó, 10 trừ 3 căn 11 thì con phải nhân 10 cộng 3 căn 11. Nhân lượng liên hệ với con. Đó, mà nhân mẫu bao nhiêu thì mình nhân tử bấy nhiêu nè, ở trong căn mình hồi giải giải trong căn trước ha. Được chưa? Rồi a trừ b a cộng b là a bình trừ b bình nè, bình trừ b bình. Được chưa? Rồi tiếp tục. 10 bình là 100 nè, 3 bình là 9 nè, 9 nhân cho 11, căn 11 bình là 11, 9 nhân cho 11 là 99 nè. Được chưa con? Rồi 299 thì chỗ này là gì? Mà 100 và chữ 99 là bằng 1 nè, đúng không? Mà 1 là coi như khỏi ghế, như vậy là chỉ bằng nhân con đó. Rồi ở đây nhân 2 vô, 2 x 10 là 20. Rồi còn chỗ này là 2 nhân vô là 2 x 3 nhân căn 11. Thấy chưa? Dạ. Mình rút gọn nhưng mà tới đây thôi. Mình nói chung là trong đề thi tới đây bí quá tới đây cũng được, hiểu không? Mà không bí tới đây làm tiếp. À, 3 bình là 9, 2 lần AB nè, 3 bình là 9. À, căn 11 bình là
11, 9 cộng 11 là 20 nè con, thấy không? Chưa? Dạ. Ừ, như vậy 20 chỗ này là để chỗ này 11 nè. 3 cộng 9 nè. Thấy chưa? Là 20. 11 này mà để căn 11 tất cả bên. Ở trong trường mà nếu cho mình làm tới đó bí quá tới đó để đó, còn không phải làm tiếp tục nè. 3 bình. Nhớ chỗ này là A là căn 11 nè, A bình nè cộng 2 lần AB cộng B bình, thấy chưa? Không bí thì làm tới đây để lấy điểm tối đa. Rồi là ra A cộng B tất cả bình, căn x cộng cho 3 tất cả bình. Thấy chưa con? Dạ. Rồi tiếp tục nè. Căn mày đưa ra ngoài trị tuyệt đối nè con. Cứ mà đưa ra trị tuyệt đối đã rồi từ từ cái gì tính. Cứ căn là đưa ra vậy đó. Rồi mà trị căn 11 cộng 3 là dương hẳn rồi, đưa ra ngoài luôn. Đó nè con, tới đây là được rồi, nhưng có căn ở mẫu, tao phải trục căn ở mẫu. Nếu như vô thi mà nó bí rồi đó, hiểu không? Còn nó không bí, mình tiếp tục mình làm nè. Tại lại làm tối đa mới có điểm tối đa. Mình không có trục căn ở mẫu rồi. Đó, nhân mẫu bao nhiêu thì nhân tử nhiêu. Cái này có căn 11 cộng 3 thì mình nhân căn 11 trừ 3. Được chưa? Rồi A nhân vô chỗ này là 2 căn 11 nè, trừ cho 6 nè. Tử đó. Còn mẫu nè, A cộng B nha, trừ B là bằng A bình trừ B bình nè con. Thấy chưa? Căn 11 bình là 11 nè, 3 bình là 9 nè. 9 mà trừ 11 là còn gì? Như vậy ở đây này là 9 trừ 11 là còn 2 nè. Như vậy ở trên này mình đặt 2 ra ngoài làm thế số chốt. Như vậy hồi nãy đừng có nhân 2 vô, để nguyên vậy ha. Mình để nguyên để rút gọn 2. Đó này. Rút gọn số 2 đi. Như vậy là chỉ còn đó là gì? Căn 3, căn 11 trừ 3 thôi. Hiểu không con? Dạ. Làm như vậy là được điểm tối đa đó. Như vậy là đạt điểm tối đa, nhưng mà thầy nói ra tới đây không bí rồi để đây cũng được. Hiểu không? Lỡ ra tới hay là hết giờ rồi ra tới đây để đây cũng được. Nhưng điểm không tối đa. Tối đa ra như thế này mới tối đa nè. Hồng Loan ơi, Hồng Loan đâu? Dạ. Rồi nhìn lên đây. Rồi 1.18 để Hải Phòng. Chấm 18. Rồi nhìn đây nè. Giờ rút gọn câu A này con. Mấy câu này quá quen thuộc rồi chứ. Rồi này. Thấy chưa con? Dạ chưa. Ôi chưa hả? Đúng rồi, thầy chưa chiếu mà. Quên. Quên chiếu cho nên ngồi làm mình vậy đó ha. Thầy cứ tưởng là cứ con nhìn hoài rồi. Bữa sau chưa thấy là nói thầy liền chứ. Rồi nè con. Ở đây 27 nè, 27 tức là bằng gì? 9 x 3.
75 á là bằng 25 nhân 3. 12 đây là bằng 4 nhân 3, được chưa con? Không lo đấu được chưa? Trả lời liền. Này nó màu trắng, nó không có cái gì hết á. Ôi chiếu lại không thấy gì hả? Dạ. Rồi để thầy chiếu lại. Thấy chưa? Dạ để con thoát ra lại. Rồi nhớ là con thoát ra đi. Vậy là do cái máy của con á. Thấy chưa? Dạ rồi. Rồi đây nè, 27 là 9 nhân 3, 75 á là bằng 25 nhân 3, 12 là 4 nhân 3. Thấy chưa? Nè, căn 9 nhân 3 là bằng gì? 9 là bằng 3 bình, 3 bình đưa ra ngoài là 3, được chưa? 3 nhân 2 là 6. Rồi, đưa ra ngoài 3 là 3 nhân 2, 2 nhân 3 đây. Đó, đưa ngoài 3. 25 là 25 bằng 5 bình, 5 bình đưa ra ngoài là 5, được chưa con? Dạ. Rồi, 4 á, 4 là bằng 2 bình, 2 bình đưa ra ngoài là 2. Rồi, dạ hiểu chưa? Dạ. Rồi nè, ở đây có căn 3, đây có căn 3. Đây có căn 3, đặt căn 3 ra làm thừa số chung. Như vậy là chỗ này còn là 2 nhân 3 là 6. Chỗ này đặt căn 3 ra còn trừ 5. Chỗ này đặt căn 3 ra rồi, như vậy 2 rút gọn 2 mất, như vậy cái này còn lại 3. 6 nè, trừ 5 còn 1, 1 cộng 3 bằng mấy con? Dạ bằng 4. À 4. Căn 3 nhân căn 3 là căn 3 bình, căn 3 bình là 3. 4 nhân 3 bằng mấy con? Dạ 12. Ờ à, là 12. Đó, đơn giản chưa? Đó, như vậy cái đó đơn giản nè. Câu A. Đó, để về cho nó mất cái đó. Rồi câu B nè, rồi câu B thấy chưa? Dạ. Đây đây thấy điểm sọt luôn, hai mấy đứa luôn. Rồi đây như nè, chỗ này á là gì? 4 à, 12 này là bằng 4 nhân 3. Được chưa? 4 nhân 3. Còn cái mẫu này nè, mình làm song song luôn. Là 3 làm song song cả tử lẫn mẫu. Mẫu á, là có căn 3 trừ 1 thì mình nhân lượng liên hợp là căn 3 cộng 1. Được chưa? Nhân mẫu bao nhiêu thì mình nhân tử bấy nhiêu. Đó. Rồi. Ở đây là 4 nè, là bằng 2 bình, 2 bình đưa ra ngoài là 2. À, 2. Được chưa? Như vậy mình coi nè, nếu như cái này là 2 bình lên, nếu như 2 lần ở đây là của công thức 2 bình là 4, căn 3 bình là 3, 4 cộng 3 là 7 chứ không bằng 8 thì không được. Được chưa? Nhưng mà mình coi như cái này nguyên cái này là A đi. 2 bình là 4, 4 3 12 lớn hơn 8 rồi là không được. Đúng chưa? Rồi, như vậy thì con số 4 này mình để 2 nhân số 8 là 2 nhân 4 này. Để ý là làm không được. Thì ta lại đưa con số 2 ra ngoài. Đặt 2 ra ngoài. Đó, đưa bớt con số 2 ra ngoài đi. Thấy chưa? Đưa bớt con số 2 ra ngoài thì ở đây à, ở đây là từ đây qua đây rồi. A trừ B nhân A cộng B, tại vì làm song song cả tử mẫu mà.
là bằng a bình trừ b bình, được chưa nào? A bình trừ b bình rồi thì 3 bình là bằng 3 trừ 1. Căn 3 bình bằng 3, 1 bình là 1, được chưa con? Dạ. Rồi nhìn đây. À, 1. Nhìn đây nữa nè. Ngay chỗ này á là hai lần là của công thức. Căn 3 mình cho bằng a nhưng mà b không có là để là 1. Như vậy chỗ này a bình căn 3 bình là 3 bình là bằng 3, 1 bình là 1, 3 cộng 1 bằng 4, đúng đúng chưa? Như vậy con số 4 là mình để là con số 3 cộng 1. Đó. Rồi xuống dưới chỗ này 4 bằng 3 cộng 1 rồi. Như vậy chỗ này để là căn 3 bình. Đó, thầy làm rất là chậm nè. Đúng đó, ra chỗ này ra hàng đẳng thức luôn á. Nhưng mà con yếu cho nên thầy làm chậm nè. Nhân 1 cộng 1 bình nè. Đó, 1 để 1 bình, thấy chưa? Còn ở dưới 3 trừ 1 là bằng 2, làm xong xong ở dưới và ở trên. Hai. Rồi chỗ này là a bình trừ 2ab cộng b bình, như vậy là ra căn 3 trừ 1 tất cả mình. Được chưa? Mà căn 3 trừ 1 tất cả bình thì đưa ra ngoài là trị tuyệt đối của căn 3 trừ 1. Được chưa nào? Đưa ra ngoài là trị tuyệt đối. Đó, đưa ra để trước để sau gì cũng được. Đều do có căn 2 cho nên mình đưa ra rõ, được chưa? Mà căn 3 bình đó là bằng bằng 3. 1 bình đó là bằng 1, 3 trừ 3 lớn hơn 1 cho nên là dương. Dương thì đưa ra bằng chính nó. Ở đây đưa ra ngoài trị đấu bằng chính nó. Mở ngoặc đóng ngoặc. Mở trị đấu đi. Rồi, ở đây nè, a trừ b nhân a cộng b là bằng a bình trừ b, b bình, được chưa con? Dạ. Nhưng mà ở đây có căn 2 cho nên phải mở ngoặc đóng ngoặc. Đó, căn 2 cho nên phải mở ngoặc đóng ngoặc. Rồi. Căn 3 bình là bằng 3. 1 bình đó là bằng 1. 3 trừ 1 đó là còn 2. 2 chia 2 là còn lại 2 chia 2 là 1, như vậy còn lại căn 2. Được chưa con? Dạ. Ừ, mà đơn giản vậy mà. Cái này là không dài quá nè.